Xin chào các bạn nhé Ở video trước tôi có chia sẻ với các bạn cách kiểm tra xem có bao nhiêu người sử dụng wifi của mình Trong video này tôi tiếp tục chia sẻ với các bạn cách đổ mật khẩu Để hạn chế số lượng người truy cập trong mạng wifi của mình Làm cho mạng chạy tốt hơn, nhanh hơn Trước khi đổ mật khẩu thì có một số lưu ý mời các bạn xem qua Là hầu hết các loại modem của Viettel đều có địa chỉ IP là 192.168.1.1 và mỗi modem đều có hai loại mật khẩu. Đó là mật khẩu sóng Wi-Fi dùng để kết nối vào sóng Wi-Fi và mật khẩu modem dùng để thiết lập các tính năng kỹ thuật bên trong của modem hoặc thay đổi tên sóng và mật khẩu Wi-Fi khi cần thiết. Bây giờ, mời các bạn tham khảo một số các vị trí mật khẩu được ghi trên thiết bị modem như sau. Bây giờ tôi sẽ tiến hành đổi mật khẩu, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Các bạn mở trình duyệt Chrome và nhập địa chỉ modem là 192.168.1.1. Nếu trường hợp các bạn nhìn thấy là kết nối không phải thứ tư thì các bạn bấm vào nâng cao. Và bấm tiếp tục truy cập. Đây là cái giao diện đầu tiên của modem yêu cầu chúng ta đăng nhập. Username là admin và mật khẩu là các bạn kiểm tra phía sau modem của nhà mình. Sau khi đăng nhập, đây là cái giao diện đổ mật khẩu nhanh của riêng nhà mạng Viettel. các bạn tìm đến mục Wireless Setting. Phần Seed Name là tên sóng Wi-Fi của nhà bạn và Password là mật khẩu. Các bạn có thể thay đổi tên sóng và mật khẩu ở đây nhé. Sau khi thay đổi, bạn bấm vào Submit và sau đó bấm vào reboot có dấu chấm than màu vàng để khởi động lại modem. Phía trên màn hình xuất hiện bảng thông báo yêu cầu chúng ta đợi khoảng 2 đến 3 phút để quá trình khởi động được hoàn tất. Như vậy là chúng ta vừa mới đổi xong tên sóng hoặc mật khẩu của nhà mạng Viettel. Nếu bạn nào làm trên điện thoại thì chúng ta cũng kết nối vào sóng Wi-Fi mở trình duyệt chom hoặc cốc cốc và chúng ta cũng làm các bước tương tự như tôi vừa mới hướng dẫn ở trên thì sẽ được nhé bây giờ tôi cũng xin được tạm dừng video tại đây nếu các bạn xem thấy hữu ích hãy bấm like và đăng ký để nhận được những thông báo xem các video tiếp theo thiên phúc vlog rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn bằng cách bình luận phía bên dưới video để kênh ngày càng phát triển chúc các bạn thành công chào các bạn